Mình thấy họ chia sẻ với các bạn rất là nhiều thứ liên quan đến học phát âm, đó là phát âm âm này thế nào, âm kia như thế nào. Nhưng chúng ta không có cái tư duy trong việc học ấy, thì chúng ta sẽ học rất là bay bay và không đi về đâu cả. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tiếng Anh giao tiếp của Đăng HNN. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về cái cách làm thế nào để các bạn có thể học phát âm tiếng Anh một cách hiệu quả. Có rất nhiều người có đặt ra mình câu hỏi, đó là tại sao mình không làm một số cái video để hướng dẫn các bạn học phát âm, hay làm sao mình không làm một số cái video để chia sẻ với các bạn một số cái tài liệu học phát âm miễn phí hay như thế nào đấy. Thì ở cuối phần video này mình sẽ nói về cái đó. Còn trong cái phần chính của cái nội dung của video ngày hôm nay, mình sẽ nói về cái tư duy trong việc học phát âm như thế nào. Vậy thì mình sẽ tạm chia trong việc học phát âm của tiếng Anh chúng ta thành 5 cái bước chính, và mình sẽ đi vào từng bước cụ thể để các bạn biết nhé. Bước đầu tiên đó là chúng ta sẽ học về từng âm một. Thì như các bạn đã biết là trong tiếng Anh sẽ có 44 âm cơ bản, và đây là cái phần mà chúng ta nên tập trung vào trong khoảng thời gian đầu tiên, đó là chúng ta sẽ luyện với từng âm một về cái cách đặt môi, khẩu hình môi miệng như thế nào. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái gương ở tại phòng của các bạn, hay chuẩn bị cho mình một cái flip cam, có thể các bạn sử dụng camera trước của điện thoại cũng được, để các bạn luyện tập trong khoảng thời gian này theo các cái giáo viên mô tả cho các bạn đúng, và sau đó chúng ta tập những cái âm này. Nhưng có một cái điều mà cực kỳ quan trọng, và đây là cái mẹo mình muốn nói cho các bạn thôi, đó là các bạn hãy tập trung vào 20% cái âm quan trọng nhất trong tiếng Anh, để làm thế nào để tiếng Anh của chúng ta nó nghe khác với người Việt một chút, từ nghe nó kiểu cảm tưởng nó hơi tây tây, nghe nó hơi hay ấy, để mọi người đừng nói nhiều, để chúng ta có thể là tiếp tục chúng ta luyện tập dần. Và các bạn phải nhớ này, luyện tập này không phải là luyện tập 1-2 ngày là xong hay 1 tuần là xong. Các bạn càng đổ nhiều mồ hôi, càng tốn nước mắt vào cái phần luyện phát âm này, thì cái giọng tiếng Anh của các bạn càng xứng đáng bấy nhiêu. Nên các bạn phải hiểu là không có một con số nào đưa ra cụ thể trong việc luyện 44 âm này như thế nào nhé. Và nên nhớ rằng là hãy luyện tập thật nhiều bằng cách là sử dụng cái gương hoặc là sử dụng một cái flip cam, để có thể là gửi những cái video các bạn nói thử cho những người mà người ta có khả năng phát âm tốt, để người ta sửa cho các bạn ngay từ thời điểm bắt đầu nói luyện với âm. Bước số 2 đó là chúng ta sẽ luyện với từ. Và trong việc luyện từ trong tiếng Anh ấy, thì các bạn phải nhận ra được hai cái điều chính trong tiếng Anh như này. Đó, thứ nhất đó là trong các từ trong tiếng Anh ấy, nó có một cái phần đó là phần trọng âm, và thứ hai là cái âm cuối của cái từ trong tiếng Anh. Để mình lấy một ví dụ nhé, ví dụ như cái từ happy chẳng hạn. Nếu mà người Việt mình nói cái từ happy này thì biểu là em có happy không chẳng hạn thế, thì các bạn thấy rằng happy rất là bằng bằng đúng không? Nhưng nếu mà trong tiếng Anh ấy, nó sẽ có một cái phần lên và phần xuống, nó sẽ là happy, cái phần lên là happy, thì đấy là phần trọng âm. Còn thứ hai đó là cái phần âm cuối, tức là cái này thì nhiều người không để ý đến. Âm cuối là cái gì? Tức là trong tiếng Anh nó có một cái phần đó là các bạn khi mà các bạn phát âm một cái từ nào đó thì các bạn phải phát âm cái phần cuối của nó ra nữa. Mình ví dụ thôi, ví dụ như từ like chẳng hạn. Ví dụ là mày like ảnh tao đi ấy, không phải là like đúng không? Nên nó sẽ có là like, thì có âm k ở cuối đó. Các bạn nên sử dụng một cái từ điển để các bạn tra cái phần giọng Anh hay giọng Anh Mỹ, và các bạn tập đọc theo cái đó. Có rất nhiều từ khác nhau, ví dụ như kiểu những cái từ dài hơn như kiểu là international chẳng hạn. Các bạn những cái từ đó thì các bạn đừng có ngồi đó đoán, các bạn cứ tra từ điển đi. Sau đó thì các bạn tập đọc theo để nhớ rằng hai cái phần đó. Chuyển sang phần thứ ba, chúng ta sẽ chuyển sang luyện với cụm từ. Thì trong tiếng Anh có một cái rất là quan trọng, rất nhiều bạn biết cách phát âm cả từ luôn, nhưng mà khi mà nói vào câu thì nghe nó rất là rời rạc. Vậy thì giải pháp như thế nào? Các bạn sẽ luyện với cụm từ cho mình, tức là tách cái câu đó ra và luyện theo cụm từ. Để mình ví dụ một cái cụm từ, ví dụ như là talk about it chẳng hạn. Ví dụ bình thường chúng ta phát âm từng từ sẽ là talk about it đúng không? Thì chúng ta khi mà chúng ta luyện theo một cái cụm từ, chúng ta sẽ đọc là talk about it, tức là chúng ta link những cái từ đó với nhau. Hoặc trong một số các trường hợp mà chúng ta sẽ giảm những cái âm đó đi chẳng hạn. Ví dụ là what do you want to do, what do you want đúng không? Thì nó sẽ nói là what do you want. Thì các bạn có thể luyện tập theo những cái cụm từ có sẵn, để các bạn có thể là rap những câu để hoàn chỉnh sau đó. Thì các bạn nhớ nhé, phần thứ ba đó là chúng ta sẽ luyện với cụm từ. Thì trong cái phần luyện cụm từ, các bạn phải nhớ rằng sẽ phải luyện với việc là linking, tức là kết nối những cái từ đó với nhau, luyện nối âm. Và thứ nữa là chúng ta sẽ luyện giảm âm trong một số cái trường hợp cụ thể nào đó. Phần thứ tư, chúng ta sẽ chuyển sang luyện với câu. Thì trong phần luyện với câu ấy, thì chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện về ngữ điệu, tức là nó về intonation. Để mình ví dụ thôi, ví dụ là mình muốn nói một câu đó là mình có hai cái xe ô tô chẳng hạn, mình sẽ nói là I have two cars đúng không? I have two cars. Thì nếu mình muốn nhấn mạnh vào cái từ two chẳng hạn thì mình sẽ nói là I have two cars, not one car, right? Hoặc là ví dụ mình muốn nhấn mạnh vào cái từ đó, từ cars, tức là mình muốn nói là mình có hai cái ô tô chứ không phải hai cái xe đạp, thì mình sẽ nói là I have two cars. Kiểu như vậy thì khi các bạn luyện tập với những cái âm trong tiếng Anh ấy, thì các bạn sẽ phải chú ý đến việc là chúng ta luyện cái phần intonation, tức là phần về ngữ điệu trong một câu nói. Và cái phần cuối là bước số 5, đó là chúng ta sẽ luyện với cả một đoạn văn dài hơi. Và đây là tổng hợp của cả bốn cái bước trên, và đây nó cực kỳ quan trọng, đó là các bạn sẽ luyện cả về âm này, các bạn luyện cả lại về từ,
các bạn sẽ luyện cả về cụm từ, các bạn sẽ cả luyện về câu, và sau đó chúng ta rap thành một đoạn văn. Vậy thì lời khuyên của mình đó là gì? Các bạn hãy tìm đến một cái đoạn văn hoàn chỉnh do một speaker nào đó, do một cái người nói nào đó rất là chuẩn đến từ bản xứ, và các bạn sẽ tập đọc theo. Bạn hãy tra lại từng cái từ đó một, sau đó thì các bạn luyện tập lại âm này, sau các bạn luyện thành từ này, sau các bạn sẽ rap thành cái cụm từ với nhau, và các bạn luyện một câu, sau đó rap thành cả một đoạn văn. Và các bạn có luyện đi luyện lại cái đoạn văn này cho mình, tức là sau đó các bạn sử dụng cái phương pháp shadowing mà mình đã chia sẻ ở một số cái video trước ấy, để các bạn có thể là các bạn copy, các bạn nhận lại theo, sau đó các bạn luyện lại. Thì cái bước số 5 này, cái bước rất là hay, đó là nó sẽ củng cố lại cả bốn cái bước trên, đó là các bạn sẽ luyện lại cả tất cả mọi thứ cùng một lúc, và từ đó thì các bạn sẽ quay lại những cái video để lại và các bạn sẽ theo dõi tiến trình các bạn làm thế nào. Vậy thì trong cái video này mình đã chia sẻ các bạn rất là nhanh thôi về cái tư duy các bạn học tiếng Anh, đó là chúng ta sẽ có gồm 5 cái bước chính nhá. Thứ nhất là các bạn sẽ luyện về âm, đó là các bạn sẽ luyện những cái âm nào nó khó làm cho cái tiếng Anh của các bạn khác với người Việt nói. Các bạn nhớ quy tắc 80-20 nhá. Thứ hai đó là chúng ta sẽ luyện với từ. Thì trong cái phần luyện từ thì các bạn phải chú ý hai phần, đó là về phần trọng âm và phần âm cuối, đừng bao giờ quên. Thứ ba đó là các bạn sẽ luyện với cụm từ. Thì trong cái việc luyện cụm từ ấy, thì các bạn sẽ chú ý cho mình về cái việc nối âm và giảm âm. Thứ tư đó các bạn sẽ luyện với một câu, và khi mà luyện với câu ấy, thì các bạn sẽ chú ý đến phần ngữ điệu, về intonation, và các bạn sẽ chú ý là luyện thêm cái cảm xúc về cái cách mà các bạn nói cái câu đó cho mình nữa. Và phần cuối cùng đó là các bạn sẽ chọn một cái đoạn văn, tức là tập với cả một đoạn văn dài hơi và luyện nói trong vòng khoảng là 3-5 phút gì đấy, nói liên tục bằng tiếng Anh để cho thể là chúng ta quen dần cái việc nói tiếng Anh, chúng ta không cảm thấy mệt. Và đó là cái 5 cái bước chính trong việc học phát âm các bạn. Mình hy vọng rằng là cái video này sẽ hỗ trợ được các bạn trong cái việc là các bạn luyện phát âm tiếng Anh, hay là các bạn định hướng lại trong quá trình các bạn học phát âm tiếng Anh như nào. Còn phần cuối như mình đã nói thì mình thường sử dụng một số cái kênh YouTube channel, ví dụ như kiểu của cô Rachel English là một kênh cực kỳ nổi tiếng ở bên Mỹ, cô ấy hướng dẫn những cái phần phát âm Anh Mỹ rất là hay. Nếu các bạn mới thì các bạn sẽ khá là khó theo dõi, bởi vì cô đã làm khá là lâu rồi, khoảng mấy năm rồi. Nhưng các bạn có thể xem lại những cái video theo danh sách playlist của cô nhé. Có một cái vấn đề trở ngại nữa, đó là đối với các bạn ấy thì nó không có cái phần subtitles bằng tiếng Việt, nên bắt buộc các bạn sẽ phải chịu khó xem tiếng Anh vậy. Thứ hai, các bạn có thể tham khảo cái bộ pronunciation workshop của ông Paul Gruber. Đây là một cái ông khá là nổi tiếng trong cộng đồng học tiếng Anh của chúng ta, thì mình sẽ không phải nhắc lại các bạn nữa. Thì các bạn có thể tham khảo một số cái trang web người ta chia sẻ lại các bạn, người ta có Việt sắp. Quảng cáo một tí thôi, đó là mình có một cái khóa học phát âm và có thể save time, tức là có thể tiết kiệm thời gian cho các bạn. Mình sẽ chia sẻ một số cái kinh nghiệm mình học phát âm như thế nào, mô tả từng âm một và quay chậm cho các bạn xem để cách mình học phát âm như thế nào nhé. Thì các bạn có thể tham khảo cái khóa học phát âm cơ bản dành cho người mới bắt đầu ở phần mô tả của video này. Các bạn nhớ rằng đó là một cái quá trình mà các bạn sẽ không phải học trong vòng 1-2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, mà có thể là 6 tháng tới 1 năm nếu thực sự các bạn đầu tư thời gian, công sức các bạn vào. Thì nó sẽ xứng đáng từng giây, từng phút một trong cái quá trình các bạn nói tiếng Anh như thế nào. Và trong video ngày hôm nay thì mình muốn nói về cái phần này, đó là học phát âm như thế nào để hiệu quả, về trong tư duy học phát âm như thế nào. Và cảm ơn tất cả bạn đã xem video của Đăng HNN ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong những video tiếp theo của mình nhé. Mình sẽ chia sẻ thêm một số cái phần trong việc học tiếng Anh cho các bạn. Goodbye and see you guys in the next video. Accent is probably one of the most difficult components of spoken English. Different countries have different accents. So American accent is different from British accent, Australian accent, or Singaporean accent. Even within one country, accent varies by location. So someone from California can sound so different.